Hello mọi người, xin chào mọi người đã trở lại với kênh vlog của mình. Và đó giờ thì trên Shopee mình cũng khá là mua rất là nhiều đồ luôn. Và dép, đồ mình đều có hết. Thì hôm nay mình sẽ mua vàng ở trên Shopee thử nha. Coi thử coi như thế nào. Thì đây là một cái cọng dây chuyền vàng mình mua ở trên Shopee. Cũng khá là to đấy mọi người, chắc cỡ cây á. Lâu lâu thì mua thử cái dây chuyền ở trên Shopee coi thử như thế nào. Thì cái cọng dây chuyền này nếu mà mình không nói giá ra, để một lát mình sẽ nói cho mọi người giá nha. Mình sẽ giấu giá đi. Cọng dây chuyền khá là nặng luôn. Mình thấy người ta để ở đây là khối lượng tới 100g luôn á, 100g luôn. Mình không biết là 100g ở ngoài thì nó sẽ bằng bao nhiêu cây ha. Nhưng mà đây là 100g. Để mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Quên đem cái dao bấm à. Dao gọt giấy à. Xé bằng tay luôn. Đây cũng như chuyện vàng của mình đây. Vàng thường thường người ta sẽ bỏ trong hộp, nhưng mà cái này bỏ trong bịch nha. Đây có cái mặt đàng hoàng nha. Mặt đính đá luôn nè mọi người. Như mọi người có thể thấy không, mặt đính đá luôn. Mặt nha, dây chuyền đính đá luôn nha. Sáng lấp lánh lắm, ở ngoài rất là sáng luôn nha. Nhìn mà nếu mà cái này đeo ở đằng xa thì chắc chắn là cũng có thể là chưa chắc là sẽ biết là đồ giả đâu. Nếu mà không có nhìn cái mặt, nhìn cái mặt thì nó sẽ người ta sẽ nghĩ là giả. Nhưng mà nếu mà mình đeo cái này thì không có phải là giả, nhưng mà nó hơi dài nha. Và cũng có cái móc giống như dây chuyền đàng hoàng nha. Mới bắt đầu á là mình tưởng cái này là sẽ làm bằng mũ thôi, bằng nhựa thôi. Nhưng mà cuối cùng cái này là làm bằng kim loại đàng hoàng nha. Làm bằng kim loại luôn, rất là cứng cáp luôn. Đây, nhìn đẹp chứ mọi người. Mình đeo vô cho mọi người xem. Cái này là đeo vô kiểu như mô phỏng đâu á, đeo vô mình đi đám rồi cũng tuyệt vời đúng không? Kiểu như với cái giới trẻ của mình á, thì thường thích làm những cái điều mà nó độc và lạ. Thì thường thường là như mà đám cưới bạn bè đâu á, cái đeo cái này cái lên hát đồ này kia đâu, thì người ta cũng biết là đồ giả, nhưng mà mình chủ yếu là mình lên á để mình góp vui á, mình đeo góp vui thôi á, cũng khá là vui. Đây cộng dây chuyền có gắn kim cương luôn nghe, chứ không phải là giỡn đâu. Nhìn đẹp á mọi người. Mình mua cọng này mình thích nè. Đeo lên mọi người thấy không? Đeo lên cảm giác nặng lắm á. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem nha. Đây, chi tiết nó như thế này. Không, nhưng mà nếu mà thiết kế của cái cọng dây chuyền này á, là mình thấy nó giống như là cái quai đeo của những cái túi xách của những bạn nữ nha. Nhìn giống á. Nhưng mà nó nhìn nó chắc chắn lắm, nó cũng chắc chắn lắm. Nhìn ok, cọng này mình sẽ sưu tầm. Phải bảo hỏi mình mua thêm được rồi. Mua có một cọng. Hình như là mình mua hai cọng á, mình còn bỏ một cọng ở trong nhà nữa, mình chưa mở ra. Mà nó y chang như cọng này thôi. Hay. Rất là dài luôn. Nếu mà cái này là vàng thiệt thì không biết là giá trị chắc cũng nhiều lắm ha. Chắc cũng bột lắm á. Có đính đá này kia nữa nè. Cũng khá là thú vị. Thôi nói chung là đây là clip mà mình mở về cọng dây chuyền mà mình đã mua ở trên Shopee. Thì mình có ý tưởng cũng khá là hay á, nhưng mà kiểu như là mình không có cameraman. Mình kiểu như mình để cái điện thoại và cây mà gắn điện thoại để quay á, thì mình tự quay một mình thôi, cho nên là mình cũng có thể mình sáng tạo thêm nội dung cũng khá là thú vị, nhưng mà kiểu như không có người để mình để cầm điện thoại quay cho mình, cho nên là những cái clip của mình á, thường thường là mọi người thấy cũng khá đơn giản đúng không? Chủ yếu là cầm quay xong rồi cầm mở quà, mở đồ này kia đâu đúng không? Không có những cái tình huống này kia. Nhưng mà thật ra thì mình không có người để mình quay. Rồi, mình quên nói với mọi người biết.
Rồi mình quên tiết lộ với mọi người là giá mình mua cho cọng dây chuyền này là bao nhiêu. Nhưng mà mình đố mọi người là mình mua giá bao nhiêu, mọi người thử đoán đi. Mình cho mọi người 10 giây để mọi người đoán nha. Suy nghĩ trong đầu đi. Rồi mọi người có đoán ra nhiêu không? Cộng này mọi người đoán ra mình mua giá bao nhiêu? Cái giá mà mọi người chắc chắn là sẽ không ngờ đến đâu. Mình dám chắc điều này. Đây, bắt đầu mình tiết lộ nha. Để mọi người thử đọc đi. Giá là... chắc không rõ đúng không? Giá là 5.153 đồng. Làm tròn là 5.000 đồng Việt Nam đi. Chỉ có 5.000 thôi. Cộng dây chuyền 5.000. Cộng này giá gốc nó cũng mấy chục á, mấy chục ngàn á, nhưng mà mình săn được 5.000 cũng khá là vui. Rồi, thì mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình nha. Hãy cho mình một like và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người.